Rồi, xin chào anh em. Hôm nay em xin quay một con máy rất là độc anh em nha. Một con máy test 7030GSL. Một con này hai thớt ở trên thị trường Việt Nam mình như chưa có và không thấy. Và em tìm hiểu trên Google cũng chưa thấy con này. Con này như bên mấy anh em người Tây, người phương Tây người ta như đồ ra hay gì đó. Mà nhìn cái nắp rất là đẹp, y chang zin luôn. Mà không hiểu là thì tới giờ vẫn cái sự tầm hiểu biết của mình về máy này thì còn hạn chế, không biết nó như thế nào. Nhưng mà những cái hộp gỗ, những cái hộp mà da để trên làm cái hộp này rất là đẹp, cực đẹp luôn anh em nghe. Đó, y chang như cái máy rồ ngàn Akai á, y chang đó. Anh em xem hai thớt chia ra hai thớt đó, rất nhìn rất là gấu anh em nghe. Đó, nhìn rất là gấu đó. Da còn rất là đẹp. Đó anh em xem. Từng chi tiết luôn đó nè. Một con máy rất là độc lạ. Đây, để mở nắp ra thử như thế nào nghe. Một con máy này rất là lạ luôn anh em. Rất là độc. Rất là độc chiêu luôn. Một tay em làm hơi khó. Đó, anh em xem. Chưa? Rất là độc anh em. Đây là thất dưới. Có nắp đậy lại bao da, rất đẹp luôn. Con này mang tính chất sưu tầm rất là cao. Nhìn rất là lạ mắt. Mà bao da thiết kế cực kỳ đẹp. Không thể nào tưởng tượng nổi. Thiết kế rất đẹp là đằng khác nữa chứ nói. Nhìn rất là độc chiêu anh em. Đó, anh em xem thấy nha, một con máy quá ư là tuyệt vời. Đây, anh em xem con máy. Đó, hai thớt cực kỳ đẹp. Thấy rất là độc. Anh em xem. Quá ư là lạ. Đó, anh em xem nhìn rất là lạ anh em nha. Hai cái nắp của nó. Con này mang tính chất sưu tầm rất cao anh em nghe. Đó. Về chân cũng thấy là độc và lạ nữa. Mà chất âm của nó nghe cũng khá là hay. Đó, anh em xem. Một con máy lần đầu tiên em thấy. Và trong quá trình em nghiên cứu em cũng vẫn chưa thấy cái con này có hai thớt. Nên, vốn nguyên thủy của nó là nó có một cái ốp gỗ. Nó nằm ở trong. Nhưng đặc trưng của nó là hai thớt. Không biết ở bên người phương Tây người ta làm như thế nào. Mà ra một cái tác phẩm hai thước như thế này quá ư là tuyệt vời đi. Đó anh em xem. Rất là hàng rất là độc đáo anh em nha, rất là độc đáo. Đó, nhìn rất là độc đáo anh em. Đó anh em xem. Rồi, anh em để em dừng máy đứng lên, đặt hai thước lên rồi em bỏ xương vào để nghe chất âm của nó như thế nào anh em nha. Rồi, anh em chờ trong giây lát ạ. Rồi, em đã mở hộp ra. Đây, hộp đây anh em. Đây, em đã mở hộp ra, hộp trên và hộp dưới của hai thớt. Ở bên nước ngoài những người phương Tây làm rất là chu đáo anh em, rất là đẹp, rất là đẳng cấp và đẳng khác. Một con máy đơn giản, tiền thì vừa túi tiền anh em. Mà một con máy đẳng cấp làm hai thớt, rất đẹp anh em. Đó, anh em xem, một con máy quá ư là tuyệt vời. Đó, rất đẹp anh em nha. Đó, con máy test A7030GSL. Con này nhìn rất là gấu anh em. Khi mà người Tây người ta đã làm lên như thế này, quá tuyệt vời, quá đẹp. Đây, em quay sơ lại một lần nữa cho anh em xem nha. Một con máy quá gấu luôn anh em, quá gấu luôn. Đó. Một vali sách y chang như con rồ, y chang như con rồ 1000 Akai đó anh em. Đó, ở phía sau ba sợi dây rất là to, to tướng luôn anh em nha. Đó, anh em xem, rất là gấu, chia làm hai thước rõ ràng, hai vali sách rất đẹp. Con này rất đẳng cấp. Đó. Rất đẹp anh em nghe. Con này rất đẳng cấp anh em. Quá ư là tuyệt vời. Quá ư là tuyệt vời anh em nghe. Đó, một con máy quá là tuyệt vời đi. Rồi, anh em nghe thử chất âm của máy này như thế nào nghe. Chắc anh em ai cũng đã biết con máy này rồi. Con máy này cũng rất là đơn giản, không có gì gọi là phức tạp cả. Con máy này chạy một chiều. Nghe chất âm cực hay, rất ấm. Đó.
Đây là tép sụt, em nói sơ qua thôi nha. Còn đây là output lớn nhỏ, đây là line, là chỉnh khi mình thâu mình chỉnh chế độ này để kim nó vẩy 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 để mình chỉnh tới độ kim để khi mình thâu ăn. Đó, con này chạy được hai trắc bốn trắc anh em nha. Con này đặc trưng lấy nó về, con này một lời hai là có nghĩa là chơi được bốn trắc và hai trắc đó, rất là hay anh em nha. Đây rồi anh em cùng thưởng thức. Từ trong tận cùng nỗi xa vắng buồn tâm, từ trong nghìn trùng nhớ nhung dời dời, ta thoáng nghe mỗi âm thanh là một giọt sầu, mỗi lời ca là một dòng nước mắt. Giọt sầu sẽ ngưng đồng, dòng nước mắt sẽ khô đi, nhưng thanh âm muôn đời không dứt, như một thứ hành trang cần thiết cho người nghệ sĩ trong suốt cuộc hành trình đi vào nghệ thuật. Trong băng nhạc này, chúng ta tìm thấy sự độc nhất của một tiếng hát. Tiếng hát chuyên chở được nỗi bơ vơ, lạc lõng của con người trong suốt cuộc hành trình 10 năm qua. Tiếng hát thanh tuyền. Hãy subscribe.
đã nghe được chất âm của con máy test này. Con máy này nghe chất âm rất ấm anh em nghe, rất êm và rất sâu lắng. Một chất âm rất hay. Đó, anh em xem. Với mức giá chỉ có 25 triệu, có một con máy đẳng cấp như thế này, một con máy rất gấu và đẳng cấp. Và trên thị trường Việt Nam mình hình như chưa thấy con máy này. Người Tây người ta làm ra một con máy này như thế nào em không biết được. Vẫn em chưa tìm hiểu được rõ. Nhưng mà những cái hộp này được làm thiết kế rất là đẹp anh em. Rất là đẹp. Đó, nhìn rất là sang trọng và đẳng cấp. Đó, anh em xem. Một con máy quá ư là tuyệt vời. Rồi, em xin test tua. Giờ mình test tua xôi. Tua tiểu xôi. Chạy rất êm nghe anh em. Chạy rất êm. À, rồi. Em xin test chiều ngược. Rất êm anh em nghe, rất êm. Đó, êm ru luôn, rất là êm ái. À, một con máy quá ư là đẳng cấp. Giá tiền phải chăng mà trưng bày rất đẹp. Cái này mang tính chất siêu tầm và nhìn rất là gấu, rất là đẹp. À, anh em nếu có nhu cầu thì xin hãy liên hệ tới số điện thoại nằm bên trái màn hình. Rồi, em xin chào các anh em.